Mến chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của mình nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái chủ đề chuyên về kiến thức cây chanh nha mọi người, chủ đề trồng trọt nha. Thì mình đang quay cho các bạn đây chính là một cái mô hình trồng chanh không hạt nha mọi người. Quay cận cảnh cho các bạn xem nè. Thì cái mô hình này á thì mình đang quay cho các bạn là hiện tại là trồng được 2 tháng nha mọi người. Và cái cách thức nó trồng như thế nào thì mình cũng xin được chia sẻ nha. Thì bạn mua cái con giống á, là một cây là 20 ngàn nha mọi người. Đây là cái giống là 20 ngàn nha. Và bạn là phải bỏ cái phân bò vô nha mọi người. Phân bò vô cái gốc nè. Và bạn phải đắp đất nè. Tại vì cái này là ở trong mùa khô. Là các bạn là phải lên liếp nha. Thì ở đây mình quay cho các bạn xem. Ở đây là vườn chanh không hạt của mình là mới trồng được 2 tháng nha mọi người. Đấy, tất cả là đều đã được lên lên liếp. Tại vì ở trong cái này là chính là cái mùa khô. Để mình quay chậm lại cho các bạn xem mà không nó bị lắc quá. Thì nó là mùa khô thì chúng ta phải là lên liếp như thế này nè. Và chúng ta phải đảm bảo được cái lượng nước. Thì mình cũng đã dự trữ một cái đè mọi người để mình tưới tiêu cái vườn chanh của mình nha. Đấy. Đây chính là cách thức là mình làm mọi người, mình trồng nè, quay từ từ cho các bạn xem ha. Và các bạn là phải ủ rơm nha mọi người ha. Thì ở đây mình có ủ rơm nè để cho nó giữ lại được cái lượng nước. Chanh mình mới trồng được 2 tháng nha mọi người, thì ở đây là có một số là mình mua và một số là mình tự ghép nhà, mình ra mình trồng luôn. Và ở đây mình sẽ quay cho các bạn là cái vườn chanh của mình là đã trồng được là 1 năm rưỡi hơn nha mọi người ha. Và nó hiện tại là đang lấy trái luôn. Đây mọi người mình quay cái cảnh này bên đây cho mọi người xem. Đây chính là cái cây chanh mình đã trồng được là hơn 1 năm rưỡi nha mọi người ha. Đấy. Thì đã có thu hoạch trái rồi, mình hái cũng được mấy lón mọi người. Đây là cái trái chanh nè mọi người ha. Đó. Thì mình cũng vừa tưới nước nó đặng mình giữ được cái độ ẩm này nha mọi người. Ở đây mình chưa có mầm cỏ sạch nữa đó. Thì mình bằng cỏ sạch nữa thì nó sẽ rất là ok hơn. Đây, cái vườn chanh đây mình muốn ra quay buổi chiều nên mọi người cũng hơi khó thấy mọi người ha. Đấy, mình sẽ quay như thế này cho bạn dễ xem ha. Và cái quy trình trồng á là mỗi cây là phải cách nhau là khoảng 3 mét nha mọi người ha. Đây, mình sẽ quay nè. Từ cái góc chanh này qua cái góc chanh này là khoảng 3 mét. Đó, mọi người ha. Rồi mình sẽ đi quay những cái cây chanh khác cho mọi người xem ha. Ở đây thì mình trồng được 200 cây được 2 năm rồi, còn cái cây 2 tháng thì mình cũng trồng được 100 mấy cây mọi người. Thu hoạch cũng ngon lắm. Đấy. Cái này thì cái loại đất của nó thì nó cũng không có quá đòi hỏi là đất phải tốt nữa. Đất bình thường thôi. Các bạn chú ý là vô phân bò nhiều. Ở đây mình trồng một số cây chanh giấy thêm nữa để mình bán chợ, còn chủ yếu là mình trồng chanh không hạt của mọi người. Đấy, mọi người xem ha. Đây. Và ở đây mình phải đào một cái đè sâu khoảng là 3 mét để mình giữ được cái lượng nước mọi người. Thì hiện tại là mùa hạn hán thì nước mình cũng giật nhưng mà mình cũng còn nước. Đấy, mọi người có thể xem được cái tổng quan của cái vườn chanh của mình nha. Thì hôm nay thì mình chỉ demo cho các bạn về cái vườn chanh của mình thôi và mình chia sẻ một chút xíu kinh nghiệm nhỏ thôi. Nếu mà cái video này mà các bạn comment nhiều á thì mình sẽ chia sẻ nó sâu hơn về cái kiến thức về cái cây chanh không hạt này nha. Rồi mình xin chào tạm biệt các bạn ha.